Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tải một cái file PDF nó bị chặn trên Google nhé. Thì ở đây mình sẽ có một ví dụ cho các bạn như sau. Ở đây mình có bài viết rồi nhé. Đây, các bạn vào ngôn-ong-nd.net này và tìm hướng dẫn download file PDF bị chặn tải từ Google miễn phí. Thì đây, mình sẽ có một cái link ở dưới đây. Đâu nhỉ? Đây, link Google Driver đây. Rồi nhé. Ở đây có link Google Driver này. Đó, link Google Driver. Chưa? Thì các bạn muốn, ví dụ các bạn muốn tải cái này đi chẳng hạn, đúng không? Các bạn click vào dấu ba chấm, thường thường click vào dấu ba chấm hoặc trên đây sẽ có nút tải về này. Đây, ở đây các bạn không có này, mình ấn vào chi tiết này. Các bạn thể xem ở đây là người xem không thể tải xuống, nghĩa là quyền truy cập của chủ sở hữu không cho người xem tải xuống, được chưa? Làm sao để tải được cái tệp này? Thì đơn giản thôi. À, ví dụ các bạn cũng có thể có tải file PDF từ Google Drive chặn chẳng hạn. Ui giời. Đó. Bạn gõ như này đi, sau các bạn vào ví dụ bài này đi chẳng hạn. Ui bạn thấy bị chặn, sau các bạn sẽ thấy là ui đi mẹ. Toàn bộ cái dòng code này nhìn chung nó rối mắt, nó khó. Làm sao có cách đơn giản hơn mà không phải làm như thế? Đó, thì đây, bài hướng dẫn của mình đây, mình sẽ để dưới link dưới phần mô tả nhé. Nó rất đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn truy cập vào cái trang web này này, ullgd.com, download PDF này. Đó. Ở đây nó sẽ là phần mềm PDF Google Driver Downloader. Phần mềm cái trang web này nó cho phép chúng ta có thể tải xuống toàn bộ các file driver bị chặn trên đó. Thì ở đây nó nói là quá trình tải diễn ra trong khoảng 5 đến 15 phút để hệ thống xử lý và sẽ download cho bạn. Bạn chỉ cần lưu lại và thử link nếu bạn đợi lâu quá hoặc là trở lại sau khi kiểm tra. Thì đây mình sẽ copy vào đây nhé, theo đúng hướng dẫn luôn, copy vào đây. Đúng chưa? Đó, sau các bạn ấn start, nó bắt đầu trang web bắt đầu sẽ khởi tạo chạy dưới này này. Link đã đưa vào hàng đợi tải, có nghĩa là nó đang xử lý, được chưa? Sau khi nó xử lý xong, nó sẽ đưa cho các bạn một cái URL bên dưới hoặc là chữ download nào, các bạn click vào download nào. Đó, các bạn thấy tải về nhá. Đây mình sẽ kiểm tra luôn. Ở trên đây là có 4 trang PDF đúng không? Mình sẽ kiểm tra đây xem có mấy trang PDF nhá. 4 trang PDF các bạn có thể thấy chất lượng này, chất lượng từng trang này. Như bản gốc luôn, chất lượng từng trang là như bản gốc chúng ta có đầy đủ 4 trang nhá. Đó. Vậy trên đây là cách hướng dẫn tải một file PDF trên Google Driver mà link họ cấm. Đó, cho các bạn thành công.